thưa quý vị, ngày 17 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phát thông cáo báo chí về việc không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Park Hang-seo. Phía ông Park cũng xác nhận việc này. Sau 5 năm đến với bóng đá Việt Nam, ông Park đã làm thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá nước nhà. Từ một nền bóng đá cả chục năm không vô địch ở khu vực, dưới thời ông Park, chúng ta liên tiếp giành được những kết quả ngoài mong đợi những đóng góp của ông không chỉ dừng lại ở thành tích của các đội tuyển quốc gia, mà còn thổi luồng gió mới tạo sức lan tỏa cho cả nền bóng đá. Để ghi nhận những đóng góp của thầy Park Hang Seo, nhìn lại những thành tựu mà ông đã để lại cho bóng đá Việt Nam, chú Mục nhận định đã có cuộc trò chuyện với nhà báo, chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, trưởng ban thể thao báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa nhà báo chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, ông có thể khái quát những thành tựu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại cho nền bóng đá Việt Nam không ạ? À, với huấn luyện viên Park Hang-seo thì 5 năm ông có mặt ở bóng đá Việt Nam á, thì ông đã tạo ra được một cái một cái chuyển biến cực kỳ lớn. Cái chuyển biến đấy với cá nhân tôi thì cái cái chuyển biến lớn nhất là ông tạo ra được một cái niềm tin, một cái sức sống cho các thế hệ cầu thủ Việt Nam và cho cả người hâm mộ Việt Nam tức là chưa có huấn luyện viên nào mà ừ, sau những cái giải đấu mà mà người hâm mộ mà kéo dài từ sân bay nội bài mà về tới 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 Hà Nội ừ, xe đi 6-7 tiếng đồng hồ thì đó là những cái mà nó nó đã tạo ra cái niềm tin cho cho người hâm mộ có một thời gian họ đã nguội lạnh thì tôi cho cái điều đó nó rất là là quý ừ, nào là chúng ta vào chung kết giải U23 châu Á một chiếc huy chương bạc trong một trận đấu tuyết để lại nhiều cái cảm xúc. À, sau đó là chúng ta có hai bộ huy chương vàng SEA Games. Ừ, cái điều mà 60 năm trước, tức là ao ước mong mỏi, biết bao nhiêu trận chung kết rồi chúng ta lại thất bại. Thì bây giờ chúng ta đã đạt được và chúng ta lại bảo vệ được nữa. Điều đó rất là quý hóa. Rồi một cái AFF CUP hơi tiếc ở cái lần bảo vệ AFF Cup thì chúng ta bị gãy. Nhưng cái gãy đó nó nó cũng không làm cho người hâm mộ họ họ, họ thất vọng bởi vì họ 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 thấy một cái thế hệ cầu thủ đó. À, một cái điều nữa mà tôi cho là một cái thành tựu lớn đó. tức là trước đây các đời huấn luyện viên đó thì các cầu thủ chúng ta ra sân chúng ta ngại đội Thái Lan lắm. Giải trẻ cũng thế, giải U23 và đội tuyển cũng vậy tôi đã từng chứng kiến tức là họ, họ 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 mất tự tin khi họ đá với thái lan nhưng năm năm qua chúng ta thấy chúng ta đã làm được cái điều ngược lại tức là bây giờ bản thân thái lan họ họ ngại chúng ta họ ngại rất là nhiều thậm chí rằng báo thái lan đã từng từng liệt kê ra là hai năm qua họ thua chúng ta như thế nào và cái điều đó nó nó đã tạo ra được một cái một cái sức sống à, thì rõ ràng những cái thành tựu đấy um, khiến ông ấy được vinh danh rất là nhiều ngay cả với báo của chúng ta tổ chức một cái giải five play ông ấy cũng được vinh danh một cái thành tựu rất là lớn à, và ông ấy đạt được nhiều cái thành tựu ở các cấp của bóng đá Việt Nam um, um, kể cả cái 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 quan hệ của hai hai quốc gia cũng vậy nữa thì tôi cho rằng cái điều ấy uh, nó sẽ được ghi nhận và nó sẽ giữ lại mãi với bóng đá Việt Nam. Vậy thì thứ ông để gìn giữ và phát huy những cái thành tựu đó thì ông nghĩ rằng VFF nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung cần phải làm gì ạ? À, khi mà mọi người đón nhận cái tin ông Park Hang Seo không tiếp tục ký hợp đồng nữa đó thì nhiều người rất là lo và cũng có nhiều người rất là buồn. À, tôi thì tôi tôi lại có một cái suy nghĩ khác là tức là khi mà ông ấy đã quyết định nghỉ chắc chắn là không mệt mỏi thì cũng có những cái điều ông ấy không không hài lòng. Tôi nói không hài lòng ở đây là như thế nào? Tức là với ông Park Hang Seo đó thì có nhiều lúc ông ấy lại không coi trọng cái SEA game hoặc là không coi trọng cái AFF Cup, tức là những cái giải đấu không nằm trong hệ thống của của FIFA. Nhưng là ông ấy muốn chúng ta vươn mình ra, ông ấy rất là quan tâm tới ASEAN hoặc là những cái giải đấu mà ở châu Á hay vòng loại quốc cúp. Tại sao ông ấy cứ đau đáu vô những cái giải đấy? Bởi vì với một cái người huấn luyện viên thì họ luôn luôn thích chinh phục và cái điều chinh phục đấy có nhiều lúc ở bóng đá Việt Nam thì ông ấy lại gặp những cái cái trở ngại tức là cứ phải vô địch AFF Cup, cứ phải vô địch SEA Games. Thì những cái đấy chúng ta đã làm được, ông ấy đã làm được. Ông ấy muốn một cái tầm cao hơn, nhưng một cái tầm cao hơn thì bản thân ông ấy không thay đổi được. À, chúng ta phải có một cái nền tảng như thế nào, một hệ thống trẻ ra làm sao, các câu lạc bộ như thế nào thì có nhiều lần ông ấy tâm sự rằng ông ấy muốn cải thiện ở các câu lạc bộ để chúng ta có một cái giải V-League nó nó ở một cái tầm tầm cỡ cầu thủ của chúng ta được nâng cấp nhưng ông ấy không tác động được đến các câu lạc bộ và ông ấy cứ cứ phải góp nhặt để mà lên đội tuyển chăm chút trên đội tuyển tức là hình ảnh ở trên đội tuyển khác rất là xa so với hình ảnh ở các câu lạc bộ à, tôi nghĩ đó là cái điều mà bản thân liên đoàn bóng đá việt nam cũng phải suy nghĩ cái điều đó những nhà làm chuyên môn cũng phải thấy ra được cái điều đó tôi cho rằng bản thân ông ấy khi mà ông ấy ông ấy dừng lại không tiếp tục nữa thì nó cũng có những cái những cái băn khoăn và để bóng đá Việt Nam của chúng ta duy trì và phát huy nữa, tôi tôi, tôi lại mong muốn bóng đá Việt Nam phát huy hơn là chúng ta duy trì cái AFF ừ. Cup, cái SEA Games và cái điều đó rõ ràng chúng ta phải cần cần phải thay đổi nhiều và cái thay đổi lớn nhất là thay đổi từ nền tảng từ các câu lạc bộ từ hệ thống trẻ điều mà chúng ta còn thiếu rất là nhiều Vậy thì thưa ông, để đạt được mục tiêu, những mục tiêu mà VFF đề ra cũng như đạt được à, cái niềm mong mỏi của đông đảo người hâm mộ bóng đá thì ông nghĩ rằng người kế nhiệm ông Park cần phải có những cái phẩm chất gì và sẽ có lối chơi như thế nào để có thể kế thừa tiếp những cái mà ông Park đã làm bấy lâu nay ạ? Cái này khó rồi nha, thực sự cá nhân tôi 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 cho là khó yeah. tôi cũng trao đổi với một số các anh chuyên gia như anh Đoàn Minh Sương thì anh Sương nói rằng à, kiếm một cái người mà giỏi hơn ông Bắc ừ. chúng ta có thể kiếm được yeah. tiền chúng ta có thể thuê được nhưng mà một người như ông Bắc thì sẽ rất khó à, cái như ở đây á, cái như trong một kép ở đây là để một cái người hiểu về bóng đá Việt Nam và một cái người hiểu về cách làm việc ở bóng đá Việt Nam tôi cho là khó rõ ràng là trong những cái quá trình làm với ông đá Việt Nam, ông Bắc có va đập, có va đập ừ. với VFF. Nhưng những cái va đập ấy ông ấy ông ấy rất là khéo. Ừ. Và cái khéo đấy giúp cho hai bên đều có lợi. Tôi tôi cho đó là cái giải pháp win-win ừ. giữa ông Bắc và giữa VFF. À, có những lúc ông ấy tôi biết ông ấy rất là khó chịu, nhưng mà ông ấy vẫn 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 có một cái giải pháp dung hòa. Đó. còn đối với những cái huấn luyện viên mà bây giờ chúng ta chúng ta đang tính tới những cái huấn luyện viên thu những huấn luyện viên à, người pháp hoặc là những cái huấn luyện viên mà có có tín tâm hơn thì thì không thiếu đâu cái lý lịch rất là nhiều nhưng mà lịch sử chúng ta khi mà chúng ta thuê huấn luyện viên đó, thì chúng ta đã từng gặp những cái trở ngại như thế những người giỏi những người tốn cái chi phí rất là lớn nhưng để bước vào một cái môi trường như vậy tôi cho không có đơn giản và hiểu cả các cầu thủ nữa. À, tôi đến bây giờ tôi vẫn tôi vẫn ấn tượng tới cái hình ảnh mà sau sau khi chúng ta thua Uzbekistan ở giải U23 châu Á à, khi mà các cầu thủ chúng ta buồn cúi đầu thì ông ấy hét rất là to. Tại sao lại phải cúi đầu? Tại sao lại phải phải thất vọng? Chúng ta đã làm hết sức rồi, chúng ta đã đã nỗ lực hết rồi thì không có gì chúng ta phải 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 thất vọng và phải buồn cả. Hãy ngẩng đầu lên thì tôi thấy là cái trạng thái các cầu thủ của chúng ta khác hẳn. Yeah. Đó, tạo niềm tin cho các cầu thủ à, và để giúp họ tự tin với nhau à, và cái điều đặc biệt nữa là giúp cho các cầu thủ hình thành một cái khối thống nhất tôi cho cái điều đó khó yeah. trước đây các đời huấn luyện viên trước đó, nhiều người hay nói là phe này phe kia yeah. nhưng với thời ông Park không có cái điều đó để làm được một cái điều đó không đơn giản đó đấy là những những cái mà 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 bản thân tôi tôi băn khoăn sợ với tôi nó khó là bởi vì là để một cái người hiểu một cái người cảm thông và một cái người mà chi tiết như thế khó. Yeah. À, nhưng mà ở đây ngoài trường ông Park cũng phải thừa nhận rằng thời của ông Sơn là cái thời mà đầu tiên VFF thuê một ekip huấn luyện viên. Yeah. À, tôi tôi lại đánh giá cao những cái người những người cộng sự của ông ấy. dụ Như ông Lee Dong Jin ông ấy cực kỳ giỏi yeah. giỏi về phân tích, giỏi về về công tác tâm lý và về phân tích đấu pháp, phân tích các đối thủ để mà tạo ra được một cái một cái tiền đề một cái chiến thuật cho ông Park Hang-seo truyền đạt đến các cầu thủ của chúng ta. Xin cảm ơn nhà, nhà báo chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên về buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ.